HB Shop đang chào các bạn. Hôm nay mình sẽ độ chế một cái mạch của cái tai nghe Bluetooth nha sang một cái mạch để mà chúng ta độ chế cái micro này ha. Micro chúng ta sẽ độ qua cái micro Bluetooth cài áo nha, để cho tiện lợi trong cái việc mà quay trong những cái clip mà mình thực hiện sau này nha. Thì đây mình sẽ đổ cái mạch này với bốn cái mic điện dung. Thì đây nè, chúng ta thấy nó có nút nguồn nè, và đây là con IC âm lượng lớn nhỏ nha, và cái chấu này là cái chấu micro. Mình sẽ đấu cái mic vào đây nha. Và phía sau nữa là nó có cái cổng micro để mà chúng ta sạc. Và tiếp nữa thì ở đây nè các bạn, ở đây là cái hai cái chấu của nguồn của nó, hai cái chấu nguồn. Đó, hai cái chấu nguồn. Đó. Và bên đây là lép rai cái lo bên tay trái, và bên đây là right lo bên phải nha. Đó. Thì đơn giản các sơ đồ mạch này chỉ có vậy thôi nha các bạn. Mình sẽ độ nó ra như thế này để mình cài áo. Đó. Và đây là pin của nó đây. Pin này thì nó xài 4V. Mình đang độ để cho nó dung lượng nó cao hơn để sử dụng. Đây là cái sát. Cái sát của cái tai nghe Bluetooth. Và đây là hai cái lo của nó đây. Mình đã tháo rời ra rồi nè. Các bạn thấy không? Rồi, vậy thì chờ hoàn thành kết quả, mình giới thiệu sơ qua. Mình sẽ độ chế cái tai nghe Bluetooth này thành cái tai nghe Bluetooth cài áo. Mình sẽ có một clip để mà hoàn thành sản phẩm và test sản phẩm này để các bạn xem nha. Nó như thế này nè các bạn. Thay vì người ta xài, người ta mua khoảng 2-3 triệu rồi, nhưng mà mình sẽ độ chế này lại thành cái micro cài áo và test thử âm lượng, test thử cái giọng nói cho các bạn nghe nha. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn đón xem cái clip hoàn thành sản phẩm nha các bạn.